Em tiếp tục về một mẫu Jolly đời 2005 cô chú anh chị, đời khá là cao nha. Đời 2005 nước sơn bên ngoài đẹp không bà con? Đi đôi bật xe nó bộ áo màu đen nè, xen lẫn cái bộ tem màu đen nè, tem green nha. Đây là tem green nguyên bản của dòng Jolly. Kính là kính Mitsu là nguyên bản hết. Sơn xi bên ngoài đẹp, nói chung là em này sơn green từ thùng bình đổ lên toàn bộ là chất sơn green nha cô chú anh chị. Đời 2005 luôn. Bánh treo bạn đủ nha. 49X là đời đầu nè, 3763 một chủ từ đầu. Được chưa cô chú anh chị? Đó là form dáng của em Jolly nè bà con. Đây Trần Anh quay cận cảnh nè, nước sơn green nè. Đây là nước sơn green nha. Đó sơn green phủ toàn bộ nè. Tem nè, đó bộ tem của em nó là tem Jolly nguyên bản nguyên chất hết. Mâm là mâm đúc nguyên bản của dòng Jolly nè, vỏ đâu đó còn được 65% thôi. Kính là kính rin, hệ thống kính là kính rin. Sơn xi bên ngoài là không tì vết. Chất sơn rin nhìn rất là bóng luôn cô chú anh chị nha. Đó, em này tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Đời cao sẽ có xi nhan trên gương chiếu hậu. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Hệ thống kính chắn gió trước của em nó là kính rin hết toàn bộ nè. Được chưa cô chú anh chị? Bốn và vỏ đều đẹp như nhau nha. 2005 Mitsubishi Jolly là một dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản cô chú anh chị nha. Mẫu này là nồi đồng cối đá đến tuyệt vời. Không biết cô chú anh chị nghĩ như thế nào, nhưng đối với Trần Anh mua bán xe nhiều, xe nào cũng chạy qua rồi, Jolly là một mẫu xe không thể thiếu được với tay người sử dụng đâu. Và ngược lại, mức độ uống xăng của em nó thì đâu đó lanh quanh tầm 10 đến 11 lít. Nó sẽ uống xăng hơi uống một tí xíu, nhưng độ bền của em nó có. Khi cô chú anh chị lăn bánh vài trăm cây là không có chuyện nằm đường đâu. Anh chị thấy nước sơn đẹp không? Đây bà con này, chất sơn là quá đẹp luôn cho một cuộc đời. À, lên đồ chơi. Đó, dán toàn bộ phim cách nhiệt hết toàn bộ rồi. Option nội thất ở trong là cô chú anh chị. Chủ nhà đã bọc che nó một cái bộ áo cực kỳ là xịn sò. Đây là bộ áo của em, nó đẹp không? Một lớp da cực kỳ là xịn nha cô chú anh chị nha. 8 chỗ ngồi. Đây là băng ghế phía trong nè. Đó là hàng cọp đời cao luôn, từ phần tay gối nè. Mới tinh luôn nha cô chú anh chị. Phía sau chúng ta sẽ có lót sàn cực kỳ là sạch nha. Ok chưa? Trần nè, em là nguyên bản nè. Trước một vàng, sau một vàng nè. Sạch sẽ lắm. Bốn cái cửa tắp bi đây, khá là chuẩn, được cái keo nè. Keo rim toàn bộ 100%. Hệ thống khóa cho em an toàn đầy đủ tính năng. Chất đóng cửa nè, cực kỳ là chất. Bốn cái tắp bi nè bà con. Vô lăng nguyên bản của dòng Jolly Mitsu đây. Bốn chấu nè, không một tí gọi là phai mờ. Đây là vô lăng rin nha cô chú anh chị nha. Phân biệt hội cho Trần Anh. Trang bị một cái màn hình cùi bóp, cam dê đầy đủ tính năng nè. Số máy nổ rất là êm ái. Trần Anh đang nổ máy luôn bà con cô bác ạ. Đẹp chưa? Đó là phần ghế nè. Sạch sẽ lắm. Từ phần tay chỉnh ghế đầy đủ các tính năng. Em này trợ lực cực kỳ là đầm nè. Trợ lực của em nó đầm lắm, nhẹ tưng cô chú anh chị ạ. Và cụm máy lạnh đây. Đó, khè ra tuyết luôn, khè ra anh chị thấy không? Khè ra là tuyết không? Lạc ngắt. Mời bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục vô phần máy nha. Bên đây chúng ta có khay học để đồ nè. Xe này của một nhà đèo Thiên Chú cô chú anh chị nha. Đó, tượng Đức Mẹ đây bà con. Đèn còi lớn lắm. Đây là hệ thống gì đây? Trang bị lóc khóa mở cửa luôn bà con. Sạch sẽ chưa? Đó là hàng chất là ở đây nha bà con nha. Em này đi thì cực kỳ là đầm rồi. Đi rất là đầm cô chú anh chị nha. Vừa mới dọn cục máy xong. Quyền ơi, mở cái nắp capo sao anh cứng vậy ta? Mày giật cái nắp capo lên cho anh coi. Em này là nguyên bản thủy hết, không có một tí gọi là đồ chế. Đèn là đèn halogen, đèn rin là của chú anh chị nè. Còn khá là mới nè, mới 80% luôn. Nó có đèn gầm đầy đủ các tính năng rồi. Đây bà con có mấy trải nghiệm vô phần khoang máy cùng với Trần Anh nhé. Đây là khoang máy nè cô chú anh chị. Nổ khá là êm. Mẫu này không bao giờ có chuyện độ hơi đâu nha bà con nha. À, xe không có một tí độ hơi.
Nói chung chạy 5-700 cây là Trần Anh bao hết cho cô chú anh chị chạy, cho nên bà con quét không phải lo. Anh chị máy chất không? Máy chất lắm. Máy quá chất luôn, nổ êm ru à. Máy êm chưa? Cực kỳ là êm. Hệ thống boe cảm biến gió. Và đây chúng ta xài 4 cái bed full keo chỉ cho nó có bo nè bà con. Đây nè, đây là phần keo nè. Keo rim tuyệt đối 100% nè. Trần Anh gọi là mẫu Jolly là đại bàng của Đông Nam Á đó bà con. 8 chỗ ngồi, bao đi xe, bao quay đầu. Và đây là dàn trước của em nè, nguyên thủy hết nha. Đó, anh chị nào quan tâm về mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. 205 205 một chủ từ đầu nha cô chú anh chị nha, một chủ từ đầu luôn. Option nội thất ở trong đây, đẹp chưa? Đó là phần ghế chủ nhà cũng bọc sạch sẽ hết rồi, mới hết rồi. Cốp đây, đây là cô chú anh chị là bánh treo nè, bánh treo là mạc tem nè, mạc tem còn nguyên như thế này. Phía sau nè, phía sau toàn bộ là chất xương rin và hệ thống kính nè, kính của em Mitsu là kính rin nè. Là cô chú anh chị nè, bà con thấy có đẹp không? 10-11 lít trên 100 km. Đó là Trần Anh là báo rất là chuẩn rồi nha cô chú anh chị nha. Xe cọp lắm nè, hai bên nẹp, nẹp sàn của em nó hầu như là nguyên bản hết. Thẻ phát vô liền, bánh treo. Mời cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục phần gầm nè. Mẫu này chỉ có hơn 100, bà con chạy mẫu này đi nó sướng nha, được cái nó bền nữa cô chú anh chị ạ. Số rin đây bà con nè, số nè, anh chị thấy số của em vô ly không, rất là khô ráo, rất là chuẩn luôn nha. Đó, gầm bọng ở trong nè, không một dấu hiệu là một mọt ở dưới gầm nè. Xem kỹ cho em nhé, dẫn động toàn bộ hệ thống lực đẩy cầu sau, được chưa bà con? Hàng đẹp chất lượng là ở đây. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh nha. Em khép lại chương trình tại đây này. Em see you and goodbye.